Rồi cho anh em nha. Trưa nay mình lên tiếp cho anh em ba bộ lửa 86 đầu chùa hàng xin đến xe khổ Honda xe băng nội địa Nhật về nha. Tình trạng là ba bộ lửa này đẹp len keng xà beng nha anh em, rất là đẹp. Vô lăng mâm điện là nguyên zin 100% chưa chạm, vô lăng là mới chát nha anh em. Mình bán một bộ vô lăng mâm điện 86 đầu chùa hàng zin tại xe khổ Honda xà băng nội địa Nhật này cực đẹp này, mình bán có giá là 1,5 triệu một bộ nha anh em, 1,5 triệu một bộ. Mình có đánh số 1, 2, 3 ha, nói chung mấy bộ này mình đánh số cho anh em dễ nhìn hình dung thôi, với lại mình chụp hình vô mình dễ thấy thôi, chứ thật sự là ba bộ này là nhớ như nhau nha anh em. Đây bộ số 3 vô lăng đó, vô lăng tất cả là nó mới chát hết nha anh em, mới chát. Bộ số 2 vô lăng mâm điện là nguyên zin, không nói chung là không có gọi là xét hay là bị mè gì hết nha anh em, cực đẹp. Bộ số 1 hàng VIP tiễn đẹp, giá rất là dễ thương luôn, giá dễ thương nha anh em. Mình bán 1,5 triệu một bộ cho bộ này nha. Rồi có 3 bộ, giá là đồng giá mình bán là 1,5 triệu một bộ. Anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết, hàng đẹp thì sẽ bán rất là nhanh và giá này là hợp lý nha anh em.